Mở đằng đẹp quá hả? Đằng tím. Đi ra thứ năm mà một đội quân nó đi theo. Thứ năm ơi. Thứ năm ơi. Thứ năm ơi. Ai thứ năm ngoài vườn kìa. Ừ. Thôi thôi mình đi ra ngoài ngoài luôn ơi. Đi vườn thôi. Ghế đi cái nào ta. Bưng luôn ghế. Tí tí, bưng luôn ghế đây tí. Hôm qua chú Năm kêu mình ra cho mình mấy cái tắc. Rồi cái bữa nay ra hả? Hôm qua tối. Chú Năm làm gì ngoài vườn các bạn? Vòng vòng nhà đất lấy cao hái cái này. Dạ, dạ, dạ. Chị con lựa cái thấp hái trước. Kéo được cho kéo. Dạ, con có hai cây rồi. Xin chào các anh chị và các bạn. Hồi hôm qua chú Năm kêu mình có tắc chín quá chừng kêu mình ra đi hái đi chứ chú Năm trồng nhiều mà chú Năm không có ăn hết mà cũng không có hái bán nữa. Rồi cái bữa nay mình xách nguyên cái cổ súc ra mình hái luôn nè. Hai nguyên gỗ súc luôn. Bữa nay là rút sạch luôn. Ở đằng kia kìa tí. Ở đằng kia nhiệt lắm. Cái này bứt cũng khó à. Này cắt nó tức cái nè. Đợt sau nó ra trái dữ lắm nè. Cái cây đằng kia kìa các bạn. Rát cho bạn coi nó cao lắm. Nó quá chừng trái luôn. Cái vàng cắn quá rồi luôn. Nó cổng cái cắt cam nè, cái ghế cao nè. Cái ghế này cắt cam nè, coi cái ghế đẹp ghê không. Cái ghế chú Năm xài kỹ thì ghê luôn. Bây giờ đem ra lắm. Vâng, vâng, cái cây ăn trước ông Năm mà có gì lắm. Mày đem ra lắm em, ăn hồi mình bắt rửa cho chú Năm ạ. Đâu có gì lắm, leo lên mà. Cao quá, mình kính. Xin gì là xin mội. Quá trời luôn. Wow. Tắc chín mà chín vàng luôn các bạn. Rớt rồi. Đang chút xuống lượm. Chúng ta đã lạc vào một câu viên tắc. Nó đem gỗ súc là đúng đó mẹ. Đi xin mà xin nguyên gỗ súc mới ghê chứ. Quần nữa mình nó tới ngọn cây luôn. Đi. Cái này gốc quýt thì ăn mềm. Cái này phải cái tắc này mà ngọt. Chắc nó không còn quá. Ngọt không còn nữa. Cái tắc nó nhiều vậy nè các bạn. Có cái loại tắc quýt gì hơn cái nhỏ xíu vậy nè. Mà không biết quýt gì à. Mà ngọt quá. Quá xá luôn. Ngọt kìa. Quýt vàng. Hả? Quýt vàng. Cưng ăn gì vậy tí? Ăn giả tắc. Trời ơi. Hả? Có. Nghe gì? Không nghe đó chứ. Hả? Tiếng vàng cắn quá. Cái gì đi? Trời ơi, nhanh rồi, đau lồn rồi. Đi mày chở bé. Đấy, chú Bảy. Thấy bồn gì hả chú Bảy? Bồn gì hả? Cái ba ngay chỗ nè. 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 Thôi, cái cây này nó khủng khiếp tí ơi. Trời ơi, cái cây này. Cái này, trái nó nhiều. Đưa đây cho con.
Mấy trái này mà ăn được chắc ăn đã luôn á Trí ơi. Chị thấy chị thèm á. Nó biết ăn mà trái cam mà. Ừ. Sao mày hái được? Cái đầu lông gặm cá tí mang trong mình vậy nè. Đúng rồi, đúng rồi. Bảo đảm luôn á. Con chọi đại đi Trí, con chọi vô cổ súc bự chảng vậy nè. Cổ súc bự chết. Thôi nãy lấy cái túi định cá bún dừa đó. Mới ngon. Xin đi. Hả? Ừ, đúng rồi sao? Phải có sáng kiến nhà nông mới được chứ. Mình nhà nông mình phải có sáng kiến ra mình mới được. Thấy người ta sản xuất ra mấy cái máy. Gì vậy? À, con sâu quá bự. Phải sao không? Con sâu đen tui vậy. Mới sao không con? Mày mèo vậy? Có sao không? Phải không? Con sâu lạ, con sâu này mới thấy con sâu á. Trời ơi, con sâu kỳ quá à. Nè, nè ơi, con rớt kì, rớt kì. Ủa con sâu này lạ ghê luôn á. Sâu này nó giống cái da cây tắc nè. Con này thấy tự con sâu đời sao? Ừ. Ở đâu sâu? Con này nó... Trời ơi, trời ơi, con sâu này lạ không các bạn? Con sâu nó về, không giống ai tự. Sâu 12 giáo không giống nhau. Nó y như cái màu của cây tắc luôn á. Trời ơi, gần nó mà tưởng như gần gì vậy. Cây nào sâu nấy mà. Bằng tay cái, ủa bằng tay út. Cây nào sâu nấy, rau nào sâu nấy. Trời ơi, gần nó mà như tưởng cái gì mà lạnh ngắt à. Nó mềm mềm nữa. Bỏ bột. Nó mình sợ bỏ chỗ luôn rồi. Sao đẹp quá ha. Chắc bóp nát luôn, tông phim nó luôn. Đúng rồi. Cây này lùn nè. Khỏi có bắt ghế luôn. Phải như tới tắc này nè các bạn mà nó ngọt giống như là tới tới quýt quýt gì ta? Tới quýt Thái. Tới quýt Thái hướng quýt Thái quýt Trung Quốc đồ á. Ngon lắm nè, ngọt ngay. Trời ơi. Con chơi kỳ hết Trí. Trời ơi nó dắt sắt vô sâu. Con có lần tao sâu tới tắc kìa. Thái luôn mà hắn đi. Trời ơi con này cũng nhanh thiệt. Sẵn có đồ chua mà. Cái đồ lừa bịp. Cái đồ không cắn ai là ai thấy cũng sợ rồi. Trời ơi sao đút tay rồi đi nó cắn kìa. Ngứa. Ngứa. Cái chỗ mà các bạn thấy nè, mẹ mình với dì Sáu đang đứng nè. Và cái chỗ mà chú Nam chú làm sẵn á. Làm sẵn để mốt nằm á. Ôi, chờ mắt thấy nữa rồi. Cái đó là chưa thấy quan tài chưa có lại. Cái đó là nơi ăn nghỉ cuối cùng. Ừ. Thôi ơi, nhớ rồi. Cái ghế này ghê quá. Ê, cao quá. Xem chút nữa. Sợ lắm nha, dì Sáu hứng phải không? Có không thâu tao buông hả? Xem chút nãy bên sau lừa bị tình. Không sao thì sao buông nữa. Cái đó đắp sau lại là đắp một của tình. Cái này người ta kêu là đâu phải người ta kêu bằng tắc. Người ta kêu bằng tư quý. Không phải. Cái này có trái bốn mùa nè. Qua trái bốn mùa. Thủy quất không mẹ? Cái gì? Thầy biết chắc thủy quất quá. Hả? Còn á. Dạ. Làm như đây nhiều được lắm á. Nhiều dữ lắm. Cái này về cho dì Sáu bớt. Cho một tí nó về đó. Một tí nó đòi về làm tắt muối nè. Chị kéo ông Năm đi. Rồi Dung cổng cái ghế vô Dung. Dạ. Cưng cổng nổi rồi nó đè cưng chết á. Mẹ. Đây trên đây cây tắt, ở dưới đây có bụi ngò gai nè. Nó con chua. Nó con chua được luôn. Tắt ngò gai. Nó tốt ghê. Ủa thì ngò này sao cái ít gai hơn ngò mình ta. Nè. Nè. Ít gai hơn. Ít gai hơn nè. Có loại ngò ngoài chợ, ủa ngoài tiệm á mẹ, ngoài tiệm loại ngò gai không, mà loại ngò không gai nè. Ở ngoài tiệm bún bò, bún bò ngoài tiệm phở rồi mẹ, không có gai. Không có gai ta ăn mới được chứ, có gai ăn cắt cái miệng đâm miệng. Làm miệng rô.
Dạ. Chú Năm kêu cho gì rồi mẹ? Chú Năm cho mình bùn chuối. Ủa cho gì nhiều chứ chú Năm? Thấy nạn rớt. Chú đâu ăn. Chịu hổm cái này. Con lấy cho. Con lấy cho. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Mình cho tròn ăn hả vậy? Nấu thuốc. Con cảm ơn chú nè. Ờ, các bạn nhỏ nữa. Vú đồ ăn. Này mới đi hái tắt được chứ mọi người. Vú khí gì Tết đi hái tắt mướn được á. Mình dạo hả nhiều. Vũ khí hàng hả? Giờ thì sao là người ta có cái nghề đi tỉa tắt á, đi tỉa cái tắt để giờ làm là cái cây chân á. Lên cảm ơn là ta tỉa à, mà bây giờ á, là nó đã như vậy rồi nè. Bây giờ là tới đất như vậy nè. Nó bự chảng căng bóng mà nó cũng xanh xanh vàng vàng vậy rồi nè. Mà khoảng 2 tháng sau, tháng mấy nữa hả là nó vàng ươm, nó vàng đỏ tươi. Vàng đỏ tươi giống như vậy nè, là người ta đem ta bán. Vậy giờ chừng, là vậy chừng mới đẹp, vậy chừng chưa đẹp. Giờ cái này chắc cũng cả chục ký á. Muốn nay mấy cơm á. Chục ký nó làm 15 ký đường. Thì dính ngày gì hết cầm 1 chín đi. 15 ký đường nữa. Rồi. 1 ký ăn 1 ký rưỡi đường á. 1 ký tắc. Này làm có nước bán luôn các bạn. Ăn sao hết. Ước nhìn thấy ngon nghề làm lẩu. Nghề luôn. Cái tế tắc này nó căng bóng luôn rồi nè. Con nè. Ừ. Dễ thương ghê ha. Ồ quá trời nước, con dắt một cái nè. Nước này chút xíu mình lượt ra sao các bạn ơi. Lượt cái nấu đường á. Rồi cái uống nước đá. Cái này mình uống vì sao vậy, là cái này mình làm là chiều mình uống được á. Được. Nhanh á. Cái này sắc nhuyễn nhuyễn á các bạn, ăn nó ngon hơn là sắc to. Nó không có bị không bị đắng. Sắc này cực lắm ạ. Tỏi này uống hò hay lắm. Chân với đường phèn á. Uống hò hay lắm. Này chút xíu mình lượt lại cái nước sao các bạn. Này sắc cực lắm, nhiều đây sắc cực lắm. Trời ơi. Mà ăn thì ngon. Nó thấm đi ăn cái vỏ nữa. À, để ngon ăn, lắm. Để ăn hoài luôn á chị. Vỏ này chắc là cái vỏ. Nhiều đây nè các bạn, là sắc mệt nghỉ luôn á, nhưng mà còn bên kia nữa kìa. Đó trong cái thau á. Đi cho tí bớt, tí hôm qua nó phụ hái á. Tí nó đòi ăn tắc muối. Nó đòi gì làm tắc muối nè. Nhiều đây nữa các bạn. Cái này mình rửa rồi các bạn, cái chút xíu mình làm mình khỏi rửa nữa. Ngon ghê, căng bóng luôn á. Cái nào cũng ngon. Cái này rửa bụi thôi chứ không có gì đâu. Bị ná thanh cây bụi thôi chứ không có bùn đất. Cái này nè, mới đã nè. Mẹ dắt tắt mà mẹ ngồi ngay thao tắt mẹ chịu. Mẹ mình chịu không nổi, mẹ mình chạy vô lấy cam ăn. Như vậy ăn me mà. Mấy ông thổi kèn á gì hơn. Thổi văng nước miếng tùm lum. Tới cam chị tới tắt. Thấy cam cũng chua nữa. Mình nêm vô đây chút xíu muối nha mẹ. Nói chút vậy thôi chứ cũng hơi bị nhiều đó. Như đó. Đây là nước của mình nè. Chỉ nó trôi tùm lum luôn đây nè. Chưa tan hết. Nhưng mà thôi mình lấy lại. Mình chút từ từ nó tan. Nó nhuyễn rồi.
phơi chút xíu là nó trong lại các bạn. Nó trong rồi nè các bạn ơi. Ngon ghê không? Con gieo nè. Nè tôm khe luôn nè các bạn. Con ngon ghê không? Tôm khe luôn á. Mình phơi nắng. Mấy ngày luôn á. Đây giờ mai đi ngồi ấy. Ừ. Đẹp quá hả Vy ha. Này mình lấy đường hùng nè các bạn. Cái mình phơi nắng nó trong đó, nó trong mà tóc nó thấm vô nó màu đẹp. Muốn hả mai làm món đâu Vy hả? Mai làm bánh hả? Đúng rồi. Không. Bánh đâu Vy ăn hả? Đúng rồi. Chúc dạ. Chúc bà cho ăn nha, chúc bà cho uống nha. Dạ. Đừng làm đổ quá nha con. Ngon không? Ngon không? Cái tông á. Đây làm này giờ đi con tù mà nhất hết. Mày mất kỳ nữa. Nó muốn hả bà? Tắt xíu muỗng này trong hết sức ạ. Ngon một muỗng này coi chừng ngọt á. Tại phải mặn mấy em nữa muỗng là được rồi. Mặn gì ngọt sao mặn? Sao mặn? Ngọt. Mặn nữa là chết luôn. Bị lộn ngôn hả? Mới nói tới nước mặn đây giờ lộn lời chứ lộn bị mà. Lộn ngôn. Bị lộn gì nữa. Lộn ngôn. Đúng rồi. Con có nói sai đâu. Ngôn ngữ không? Ừ. Rồi như đó được rồi. Tại cái này nó cũng không có ngọt lắm á các bạn. Nó không có phải ngọt gắt cổ. Nên mình lấy nhiều nhiều không sao để ăn luôn. Cái đó thôi mà. Rồi. Cái ly bên kia. Thì miếng nước quậy cho nó chị tan nha các bạn. Rồi. Con ly này. Chị Sáu ăn thì sao? Chà, mở phần gì như thằng Thao đây ăn dữ rồi nha. Như thằng Thao đây ăn ngọt dữ rồi. Để phơi mấy bữa coi cái vỏ tắt này nè. Tắt cho nó cái à, uống chân cái đường phèn này nè vô. Dạ. Cái này mà uống 3 ly nước đá mới chưa hết ngọt nữa. Vì sáng nó thiệt không? Không ngọt lắm. Không có ngọt lắm. Nhiều lắm luôn. Tại vì ba đã ăn thử rồi. Chân cái này đem qua đây nè. Không có ăn này được. Vậy là khỏi chân này vô vậy là ăn. Dạ. Rồi. Mình bỏ cái này vô. À. Lấy muỗng á. Dành uống nè. Nhập phơi phơi vậy là vừa rồi. Này uống tới Tết luôn á. Uống tới Tết lấy ra đãi khách. Lấy cái muỗng đó cho nhanh ba. Thôi lấy cái này nè nó không nhiễu rồi. Lát muỗng còn nước mình múc. Ôi cái này chắc đựng một hũ à. Nãy sách này hũ. Ừ, qua cũng nghĩ là một hũ. Hũ một rồi vô. Ủa vô đầy hũ luôn ta ơi. Ở cái keo này mình đem bán đã lắm nè. Mua không cô bán cho. Làm mẫu quá. Vô đầy luôn. Rồi chắc tràn quá vậy. Lấy ra bớt đi. Lấy ra bớt đi. Chứ mình lấy ra mình làm ly mình uống đi. Đó. Còn gì mình ấy thì nó không có bị dính cái nắp. Nó vừa luôn đấy các bạn. Làm cái màu nó với cái keo nó sáng tươi nó đẹp ghê á. Trong. Rồi dính lắm rồi. Trong. Xin mời các anh chị và các bạn nha. Tại cái này mình đã nếm rồi là mình biết nó không có ngọt nhiều. Cho nên là để như đó không sao. Đây hái trèo cây là dính không mà hái hay ham lắm. Xin dạng cái đường chết. Gặp cũng... sâu thì chán tí, bóng sâu đúng xỉu. Gặp sâu gì kỹ ghê không? Sao nó giống như da cây. Thấy ghê quá mẹ ơi. Cái giống màu da cây hết đi nhìn không biết à con sâu gì ta cái wow sâu wow sâu wow màu bạc màu nâu sâu bạc hơn nó trắng trám mà lông lá không ghê cái này bị đau hỏa hồng nè nó đeo uống cái này hay lắm bạn uống này với chân muối nó hết đau hỏa hồng quả là nó la cảm đồ á muốn tắt chân muối mình làm ở nhà chứ ngon thiệt làm cái vô. Bữa làm có như đây hả mẹ?
Nhiều quá. Gì đây à? Hơi nắng không dài là nay đó. Nó trong khe ha. À. Anh nước đường nó tăng chưa à? Nó trong nó trong khe. Cái này bằng đồng phèn mà. Đồng phèn. Ừ, đẹp. Không thấy mình khác mình đâu. Lên cái màu nó đẹp. Mì. Tẹo hơn tao. Cái này sắc càng nhuyễn ăn càng ngon các bạn. Với lại tắc càng chín mình làm cái này nó không bị đắng. Còn tắc còn cái xanh là làm bị đắng. Hồi đó mình làm gọi nên mình biết. Tắc xanh tại vì ta để cho nó chín là đem ta phơi nắng nữa. Để nó chín mới được, còn nếu mà để cho còn xanh mà làm là không được. Có thấy ta xanh cái này làm phải ngâm nó phải không cô Dung? Không, ngâm gì? Thấy người ta ngâm xong rồi người ta mới lấy ra rồi ra. Ờ, con nói là tắc muối. Tắc muối. Tắc muối. Con nói là tắc muối, con này tắc ấy mà. Tắc xí muội. Xí muội mà. Còn hai người ta ngâm á. Ủa cái đó là chanh muối mà. Ngâm là tắc muối. Cái đó tắc muối, chanh muối. Ủa, có tắc muối nữa không biết. Có tắc muối nữa. Tắc muối mau ăn thì chanh tại vì vỏ tắc nó mỏng hơn. Bên này tắc xí muội là mau ăn nhất. Tắc xí muội mà tốn công nhiều. Nó bị ngồi sắt á, lâu hơn cái hồ. Tắc muối sao chắc mấy ký lô á. Mấy ký á. Có 2 ký á mấy gà được 2 3 ký mấy gà được nhiêu đó. Gì 2 3 ký? Có hơn á mẹ. Vô cái gì nữa. Cái nước tươi á. Cái này vừa hái nắng uống ngon nè. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của mình nha. Nếu bạn thấy thích thì nhớ like và nhấn nút đăng ký để xem những video tiếp theo của mình. Còn bây giờ thì cả nhà mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn.